Hello tất cả tụi em, coi hôm nay anh có cái gì nè. Thấy chữ gì không? Yatube, do anh quay cái camera trước á, cho nên cái hình nó bị lật ngược, cho nên cái chữ nó hơi ngược nha, chứ không phải là gì. Đây là nút bạc Yatube đó tụi em. Trời ơi, hồi đầu tháng á, cái kênh Yatube này của anh nó có đạt được 100.000 follow, cho nên là YouTube á, nó có gửi cho anh một cái mail, rồi nó kêu anh điền địa chỉ rồi thông tin đồ vô để cho nó tặng cho anh một cái nút bạc này. Nó gửi từ bên Mỹ á, bên America á, bên Mỹ nha, không phải Mỹ Tho, Mỹ Thuận đâu. America nó gửi về cho anh nè. Nó gửi từ đầu tháng tới bây giờ thì khoảng 2 tuần thì nó đã tới nhà anh rồi. Anh mới nhận hồi trưa này luôn. Thì anh lên cái clip này để anh inbox ăn mừng với tụi em nghe. Còn ăn mừng cái món gì đó thì để clip sau đi. Giờ cái clip này là clip inbox nha. Cho nên là chúng ta cùng chung vui với nhau nha. Rồi, thì đầu tiên là cái này. Đồ thiệt nha, không phải đồ giả đâu đó. Đồ thiệt, chứ không phải là đồ Shopee mà đặt tào lao trên mạng về trưng cho vui đâu, đồ thiệt nè. Có giấy thuế hải quan nè, là ở bên nước ngoài gửi về đó là phải thông qua hải quan. Nè. Có luôn cái gì cái địa chỉ rồi cái QR code của cái công ty vận chuyển của bên Mỹ là UPS nè. Đó, đầy đủ đàng hoàng. Không có tào lao nha. Ở mà sao không có gì chân. Rồi tiếp. Chở hết này cả đi. Đến thế. Ủa. Không có gì hết. Cái một miếng mút nha. Một miếng mút màu đen. Trong sắp. Rồi có gì đây? Đầu tiên trong cái hộp này nó có này là cái gì ta? Coi đi mấy đứa coi đi chứ tiếng Anh không mà tao không có giỏi tiếng Anh lắm, mặc dù tao chỉ dịch sơ sơ được thôi. Đại loại như là để tao đọc nghe. Một cái cạc viết. Rồi tiếp một cái này là cái một cái lá thư. Ừ, nó giống như một cái lá thư ngõ vậy. Ừ, giống như là cảm ơn bạn đi giống như tụi ba mấy đứa học trong trường trong lớp mà cô giáo dạy cái thư ngõ sao nó vậy đó nè. À, một cái thư ngỏ thư cảm ơn người có chữ ký của giám đốc nữa gì ở dưới nè. Dạng vậy đó nha. Để coi đọc như vậy. Do you remember your best surprise? Bạn có nhớ cái lượt follow đầu tiên của bạn là gì không? Là 100.000 hay do 100? Ủa, 100 là 100 đúng không ta? Do 1000 subscribe là 100 hay là 1000? Đó, nó kêu là bạn nhớ cái lượt follow đầu tiên của bạn là bao nhiêu không? Là 100 hay là 1000? Thì Chen are you do and you can know and that you daddy remember your some 100,000 subscribe ở đây. Cái đại loại là bây giờ bạn đã được 100.000 subscribe là chúng tôi chúc mừng bạn. Rồi chúng tôi gửi tặng bạn cái gì đó. We don't know. Nói chung là một nùi một ế dưới người ta đọc rồi họ ta dịch chắc là tao ngủ luôn á. Rồi đó xong. Nó giống như thư cảm ơn chúc mừng mình được 100.000 subscribe trên YouTube nghe nè. Đó, có chữ ký giám đốc của YouTube luôn. Nó đứa nào kêu vô tao làm hàng phát đi. Cái kênh của tao nó đạt được hơn 100.000 follow đó. Đâu có mà xạo xạo đặt trên mạng như một vài đứa đặt trên mạng cái gì Shopee á, nó có dịch vụ đó nữa. Nó có làm mấy cái hàng phát này cho trưng cho vui đó nha. Chứ tao là không có tiền đâu mà tao mua hàng phát. Cái này là đừng tao tặng miễn phí. Chứ tao nghèo lắm, tao không có tiền đâu mà mua hàng phát, cho nên tụi bay đừng có mà vu oan cho tao. Rồi nè, nhân vật chính của tụi ba nó đựng trong một cái túi ni lông. Để xíu đi, cho trong cái hộp còn gì nữa. Rồi đây, nó biết gì không? Túi hút ẩm. Chứ không là gì chứ. Rồi tiếp luôn. Này là gì? Này là đại loại là một cái tấm giống như ở quảng cáo đó. Ừ, nó thông tin gì đó. Nè, nó trong đây nó sẽ có một cái nút bạc là mình là nó mới gửi về nè. Có một cái nút vàng bự chà bá bên đây nè. Có nơi đây có một cái nút kim cương. Ta không dám mơ tới cái nút kim cương đâu. 10 triệu subscribe, 10 triệu người follow lắm. Tao đâu phải là người dạng gì đặc biệt đâu, tao là một cái đứa bình thường làm mấy cái video khùng khùng điên điên, nhưng tao cũng không dám mơ tới cái nút kim cương nào. Mà hy vọng là sắp tới là có cái nút vàng này giùm cái đi. Ừ, đứa nào thương tao coi video tao hoài, nó thương thương thì ủng hộ tao một cái subscribe, một cái follow, đăng ký kênh cho tao mama được 1 triệu follow đi. Ê, cái kênh TikTok của tao á, thì cái kênh TikTok của anh á, sorry tụi em là tại sao mà lâu lâu anh hay xưng mày tao, hoặc là anh hay xưng tụi bay tụi này tụi kia, hoặc là mày tao với tụi em. Nhưng mà tụi em mới hiểu một điều là cái tính của anh nó vậy tụi em, anh không có lên mạng mà đặt xạo xạo được. Bây giờ mà anh đang nói chuyện mà cái kiểu như là anh em mà tụi em ơi này kia, anh đang gượng miệng á, thiệt anh đang gượng miệng của tụi em. Anh đang gượng miệng, cái phong cách của anh là chân thật lắm. Anh có sao anh sống vậy à, kể cả trên mạng anh có nói chuyện bố lý bố láo đi chăng nữa thì đó cũng là con người thật của anh, hiểu không? Chứ anh cũng không có chửi bậy chửi thề gì, cho nên anh cũng không có ngại với người ta. Mặc dù lâu lâu anh có dùng mấy cái từ trên TikTok như là mụ nội mày, bà nội cha, rồi
mía rồi quần què, nhưng mà những cái từ đó nó chưa tới mức độ gọi là chửi thề, tụi em hiểu không? Những cái từ nó chỉ là một từ dạng như là kêu nói trống không cho nó vui thôi, nó không có cái nghĩa là chửi chửi thề, hiểu không? Cho nên là anh nói được mấy từ đó. Còn nhiều người quy định cái từ đó là ví dụ như là mụ nội mày, bà nội cha, rồi quần què, rồi mía, nhưng mà thực chất nếu mà tụi em, nếu nó nói người lớn á, thử dịch mấy từ đó ra coi cái nghĩa của nó là cái gì, nó đâu có nghĩa đâu, đơn giản là quần què, cái quần nó què thôi, nó đâu có nghĩa là chửi thề như là này kia mắc dạy đâu, đúng không? Nên là những cái từ anh nói á thì nói với những người cùng gia giới, giống như là những người bằng tuổi nè, hoặc những người thấp tuổi hơn á thì mình nói được, còn đối với những cái người mà cao tuổi hơn á, lớn hơn mình á, thì mình kính trọng người ta, mình không có được phép nói mấy cái từ như là anh hay nói vu vu trên mạng nha, anh đang dùng những từ là nói với những người cùng gia giới bằng tuổi mình hoặc là thấp hơn mình thôi. Còn những cái người cao hơn, tuổi hơn thì tụi em không nên dùng mấy cái từ đó nha. Con người của anh có sao sống vậy à, kể cả trên mạng cũng vậy, anh không có giả tạo được, nó kỳ kỳ sao á. Cho nên là lâu lâu thấy anh nói mày tao thì thông cảm nha, đó là cái tính cách của anh nó vậy rồi. Rồi tiếp luôn đó, thì bây giờ được các bạn rồi, hy vọng là sắp tới sẽ được cái nút vàng rồi sẽ inbox cho mọi người cùng coi nha, chứ cái nút kim cương là không dám gỡ đâu, mình biết thân phận của mình không có dám chèo cao. Làm cho vui vui thôi đó, thì hết rồi, cái hộp nó có nhiêu đây thôi nè. Tâm sự thiệt với tụi em luôn là làm bên YouTube này á thì anh thấy ok hơn TikTok nha. TikTok thì anh thấy là nổi tiếng PR bản thân thì nó dễ, nhưng mà về cái những cái phương tiện mà chu đáo, chỉnh chu chu đáo, ân cần với người cộng tác với YouTube á, thì anh thấy là bên YouTube á, người ta làm tốt hơn, người ta có những cái chính sách rồi những cái này cái kia, người ta giúp đỡ các YouTuber, người làm YouTube rất là cao, nó không phải như TikTok. YouTube người ta quan tâm nữa không, người ta tri ân 100.000 subscribe là 1 triệu subscribe, là 1 triệu follow này kia, người ta gửi cái này cái kia, người ta tặng đồ. Còn TikTok không có, tụi em, cái kênh TikTok của anh hồi xưa anh làm 100.000 follow đi chăng nữa, 500.000 rồi bây giờ tới 1 triệu follow đó, 1 triệu mấy hơn rồi đó, nó không có cái gửi cái gì luôn á. Rồi hả, kể cả lượt xem là này kia, rồi nó cũng thằng thằng TikTok rồi tụi em, nó cũng chèn quảng cáo vô ngang mấy cái video của anh đó, nó đâu có trả tiền cho anh đồng bạc rồi đâu. Mặc dù TikTok rồi được xem video của anh nó cao toàn là mấy trăm ngàn, mấy triệu một cái video, mấy triệu được view, mấy triệu view một cái video, nó không có trả đồng bạc đâu chứ. Anh chỉ có kiếm tiền từ TikTok á, là nhờ mấy cái hãng mấy cái nhãn hàng người ta book chèn quảng cáo cho mấy cái video của anh á, anh tự chèn vô á thì người ta trả tiền đó thôi. Chứ thực chất là coi view nhiều vậy đó, follow nhiều vậy đó, mà chứ bên TikTok cả triệu follow nhưng mà không có bằng bên YouTube tụi em. YouTube anh mới có trăm mấy một ngàn follow mà anh thấy tiền kiếm hàng tháng là thấy cũng ok dữ luôn. Thiệt tình nên anh cũng mừng lắm nha. Rồi tiếp chúng ta sẽ tới nhân vật chính này ha. Đây anh sẽ tháo cái bọc này ra cho tụi em coi nha. Để em thông cảm đi, anh đang trong phòng một mình, anh quay cái vlog một mình, cho nên là anh dùng cái camera trước á, anh dễ quan sát, cho nên là cái chữ nó bị ngược, đúng không? Anh quay bằng cái camera điện thoại trước cho nên cái chữ nó bị ngược, đúng không? Nè anh Mến Ly nè, YouTube nè, nghe đó. Ơi hôm bữa nó kêu anh điền cái chữ này nè tụi em, nó kêu anh điền cái chữ cái tên này là khác vô. Cái anh đang suy nghĩ là anh thấy người ta hay điền cái chữ mà người ta không có điền cái ký tự đặc biệt này, em thấy rõ không? Người ta không có kêu, không thấy ai mà điền cái ký tự đặc biệt để chân á, thì anh ghi đại luôn coi coi nó in được như giống y như vậy không. Thì nó in được tụi em, nó ghi chữ anh Mến Ni nè, rồi xong nó in luôn cái túi tiền màu vàng luôn nha. Trời ơi, nó in được cái ký tự đặc biệt luôn tụi em, nó in được cái nè, thấy không, cái túi tiền màu vàng luôn, đẹp lắm. Được việc ok đó. Cái này thì đằng trước thì có vẻ như là giả kim loại tụi em, nó giống như nhôm, nó giống như vỏ nhôm, như là nó mạ một lớp nhôm ngoài hay sao á, còn ngoài đây là một lớp giả nhung ha, có hai cái khe này để cho mình đóng đinh vô tường đó, rồi mình gắn lên đó. Thì mai mốt thì anh sẽ kiếm một cái góc nào đó để anh treo cái nút bạc lên ha, hy vọng là sắp tới sẽ có thêm cái nút vàng, không biết bao lâu nữa. Không mà thiệt anh cũng hy vọng là sắp tới là cũng gần gần sẽ có được cái nút vàng để anh treo hai cái luôn. Tại vì bắt đầu từ tháng sau, tại vì tháng sau là anh sẽ chuyển nhà ở Sài Gòn, là anh sẽ chuyển qua một cái nhà bự hơn, rồi anh làm việc với team, anh sẽ có người quay chung với anh nữa ha, để có người quay chung với anh sẽ không còn, tức là anh vẫn có quay một mình nhưng mà sẽ có những cái clip mà anh quay chung với người khác nữa, sẽ có những cái video nó vui vô, nó vui hơn, sẽ có những cái video không còn quay trong nhà hoặc là quay trong cái bối cảnh trong lớp không nữa, sẽ có thể là đi ra ngoài trời quay nè, ra ngoài đường quay nè, ra cây cỏ công viên rồi quay nữa, chắc chắn là sẽ có những cái video nó hấp dẫn hơn ha. Nhưng mà qua tháng 12 á, anh chuyển qua nhà mới xong, anh sắp xếp mọi thứ xong á, thì anh mới tiếp tục là lên lịch rồi lên những cái ý tưởng video mới up lên ha. Và duy nhất trên kênh YouTube này mới có những cái video đó thôi nha, còn bên TikTok á là chỉ có những cái video học sinh rồi mấy những cái video vui vui mỗi ngày thôi đó. Còn bên riêng bên YouTube này, ngoài những cái video có bên TikTok ra
thì sẽ có thêm những cái video YouTube Shop nè. Là YouTube Shop là những cái video ngắn 1 phút đó, là có những cái video riêng của YouTube Shop ha. Rồi những cái video dài như là mấy chục phút, 20-30 phút gì đó ha. Giống như tụi em đang coi trong kênh anh nè, thì cũng sẽ có luôn riêng những cái video nữa dành riêng cho YouTube. Nói chung là bên kênh YouTube này sẽ có những cái video series học sinh hoặc là series vui nhộm riêng của bên cái kênh YouTube của anh, mà bên TikTok sẽ không có. Cho nên là tụi em cứ yên tâm, tụi em muốn coi nhiều video của anh á, ủng hộ anh á, thì cứ đăng ký cái kênh YouTube này của anh đi, thì sắp tới là sẽ có những cái video cho tụi em coi nhiều hơn là bên TikTok nữa ha. Đó là như vậy, cho điều thông báo cho tụi em là như vậy ha. Đây à, thì hôm nay đơn giản cái video này anh chỉ inbox cái nút bạc này cùng với tụi em ăn mừng cho nó vui vui thôi, vui thiệt. Không ngờ tụi em, tâm sự thiệt với tụi em luôn, là hồi trước anh không nghĩ anh sẽ là một TikToker hoặc là một YouTuber triệu view, triệu follow đâu nha. Anh không nghĩ tới. Tại vì trước đây á, anh từng là học qua đại học sân khấu điện ảnh, xong anh có đi diễn sân khấu kịch một thời gian, xong sau đó là anh thấy cái ngành showbiz nó không có hợp với anh, với lại là anh thấy nó mệt mà mỏi quá, rồi anh thấy không có ổn, cho nên là anh ngưng luôn cái bên showbiz với bên này. Rồi cái anh sau đó là anh đi học kinh tế ở ngoài, xong rồi anh mới về quê. Anh về quê xong rồi anh mới lập ra một cái ông. Trước khi về quê là anh đi làm chỗ này chỗ kia để học hỏi kinh nghiệm, rồi tại vì anh định hướng sau này là anh sẽ có một cái gì đó sự nghiệp riêng của mình, hoặc là kinh doanh một cái mảng gì đó của riêng mình. Anh không muốn phụ thuộc cho ai, có muốn làm gì cho công ty nào luôn. Cho nên là từ đó ấp ủ một cái ý định là anh về quê rồi xong anh nhập hàng Mỹ và anh bán, anh kinh doanh. Lúc đó anh chưa có làm YouTube trên TikTok nha. Tự nhiên cái dịch tới, mặc dù dịch nhưng mà cái kinh doanh của anh nó không có bị ảnh hưởng cho em. Xong cái qua dịch cái bắt đầu khoảng năm 2022 á, thì cái anh thấy thời gian rảnh mình nhiều quá đi, tại anh đâu có đi làm bên ngoài đâu, anh làm tại nhà, anh làm này kia, anh kinh doanh buôn bán trên mạng là này kia mà. Cái anh thấy thời gian rảnh nhiều quá, với lại là tự nhiên qua dịch á, cái buôn bán cũng giảm sút. Cho nên là anh suy nghĩ một điều là ngày xưa mình học ngành sân khấu điện ảnh, mình học đạo diễn, diễn viên đó, mình học đạo diễn rồi đó, thì tại sao mình không áp dụng, mình làm thử mấy cái trên mạng coi. Tại vì anh thấy được thông tin là những cái bạn làm trên mạng rất là ok, hay là bây giờ mình thử làm TikTok. Rồi mình lúc đó anh chưa suy nghĩ tới làm YouTube nữa nha, lúc đó anh mới suy nghĩ là TikTok để mà gắn lên bán hàng, để mà cũng có cái ngành bán hàng của mình thôi. Cái bắt đầu cái lúc đó là anh vận dụng những cái kiến thức, anh lên kịch bản, anh quay những cái xàm xàm, rồi xong cái anh lúc đó là cái kênh TikTok của anh là anh chưa định hướng được là anh sẽ quay về cái gì luôn. Anh cứ đại loại là anh suy nghĩ được cái ý tưởng gì là anh sẽ làm cái đó. Cái từ từ dần dần cái bị TikTok cho ăn gậy những cái video mà nó không phù hợp nè, rồi bị này bị người ta chê lên chê xuống, rồi bị không lên xu hướng, rồi anh cũng buồn. Tự nhiên không lên xu hướng cái anh buồn thôi em. Xong cái anh mới gọi anh đúc kết lại, anh suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, thì từ từ cái anh mới lần ra được cái thế mạnh của mình, mới lần ra được những cái lượng khán giả của mình muốn coi là coi video về cái gì. Cho nên là từ năm 2022 anh quay có khoảng được 2-3 tháng thì được mấy chục ngàn follow đó, các anh định hướng lại cái kênh của mình. Cái bắt đầu cái kênh TikTok của bên kia của anh á, 1 triệu follow á, anh mới bắt đầu quay những cái video liên quan về học sinh, hoặc là những cái video liên quan về gia đình và học sinh đó, liên quan tới dạng dành cho lứa tuổi thiếu niên trẻ trẻ học sinh cho xuống đó. Đó cái bắt đầu từ đó là năm 2022 tới năm 2024 này là hai năm đó tụi em, là 2 năm là cái kênh TikTok của anh nó đã đạt lên hơn 1 triệu follow đó, 1 triệu follow là tới bây giờ đó. Xong sau cái kênh YouTube này thì anh sau khi mà anh thấy bên TikTok á, anh làm được ok rồi mà kiếm tiền không có ổn á, coi nhiều quá kiếm tiền không ổn, cái bắt đầu anh định hướng qua bên YouTube này. Cái bắt đầu là khoảng 10 tháng trước, tức là sau khoảng thời gian anh phát triển cái kênh TikTok của anh khoảng 1 năm hơn á, thì anh mới quyết định là mình phải phát triển thêm cái kênh YouTube nữa, tại vì YouTube nó ok hơn ít ngủ nổi nó 1 triệu follow kia mà video toàn 1 triệu view, 100.000 view, 1 triệu view, mấy triệu view không mà không có được đồng bạc đâu, trơn tại booking quảng cáo. Booking quảng cáo hồi xưa anh đâu có biết giá đâu tụi em, anh lấy cái giá chút xíu nhiêu đây à, anh không ngờ là mấy TikToker khác người ta lấy giá booking ở trên trời vậy nè. Đến đó mới biết tại sao là TikToker nó giàu đến mức độ đó. Mụ nội nó lấy một cái booking quảng cáo, một cái gắn cái quảng cáo vô cái video của nó giá trên trời nha. Còn anh không biết, anh đâu có chơi tụi nó đâu, anh biết. Anh ít có giao lưu với mấy cái giới này kia đó tụi em. Anh lấy cái giá dưới đáy xã hội luôn. Trời ơi, tao tiếc, tao mất hết biết mấy trăm triệu luôn. Từ đó tới giờ tao buồn quá mày ơi. Bây giờ anh biết rồi, cho nên là anh ổn định rồi, anh sắp xếp ổn định rồi mọi thứ rồi tụi em. Đó. Ha. Cái bắt đầu bây giờ anh sẽ tích cực phát triển cái kênh YouTube này hơn, tức là anh sắp tới là tháng sau đó như anh nói lúc nãy đó, anh sẽ chuyển qua nhà mới, rồi sau đó là anh sẽ có sắp ổn định cuộc sống xong á, là tháng sau anh bắt đầu quay những cái clip, tại vì quay nhiều clip up bên YouTube này, chỉ có riêng YouTube này mới có thôi, kể cả YouTube Short và cái YouTube dài đó, để cho tụi em Tết có cái coi, gần Tết tụi em để rảnh thời gian rảnh gì đúng không, cho nên là up nhiều lên cái kênh YouTube này có cái cho tụi em coi ha. Và sẽ có những cái bạn nữa, một vài bạn khác anh sẽ cộng tác, anh sẽ hợp tác qua lại, tương tác qua lại, người ta sẽ quay video chung với anh, có video thì anh sẽ đóng riêng, hoặc có những video người ta sẽ đóng chung với anh nữa. Cho nên là cái gì tụi em
ủng hộ lúc đó, ủng hộ tiếp anh nha. Để chưa tao ủng hộ đi bay ơi, để cho tao có động lực tao làm tiếp đi coi. Đó bây giờ vui nha, chúng ta cùng vui vẻ nha. Còn ăn mừng á, tao nghèo lắm, tao làm gì có tiền qua là qua Alaska ăn cho tụi bay coi. Tao không có tiền đâu mua tôm hùm cái cua hoàng đế. Từ từ đi tụi em nha, từ từ đi rồi có mấy clip múc bang sao nè. Còn bây giờ clip này đơn giản là anh chia vui với tụi em, chung vui đó, chia gì chung vui với nhau. Vì cái kênh của tụi mình đã đạt được cái nút bạc ha. Cảm ơn tất cả tụi em thời gian qua ủng hộ anh nha. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Anh sẽ cố gắng edit up nhiều video hơn, tại vì bây giờ còn nhiều video trong máy anh chưa có edit được nữa. Bây giờ thông cảm đi, anh không có làm kịp thời gian không? Không có, thật sự. Anh ước gì một ngày có 48 tiếng luôn, 24 tiếng đối với anh không có đủ. Thông cảm nha. Rồi ok. Bye bye tụi em. Chúc tụi em một ngày vui ha.